Chào mừng các bạn đến với Bạc Liêu quê hương tôi. Thì hôm nay mình sẽ ngắm quảng trường Hùng Vương của tỉnh Bạc Liêu ở từ trên cao các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ ngắm vào ban ngày, thì ở tiếp vào phần sau mình sẽ ngắm vào ban đêm. Thì các bạn đón xem giúp mình.
Chào các bạn, đến đây thì video cũng xin kết thúc. Nếu video hay và hữu ích đối với bạn thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video clip về Bạc Liêu thì mình sẽ chia sẻ tiếp theo sau này. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn.